tay quay cùi đó, tay máy cùi, phải quay tay quay cùi. Này là cái dây sáo của anh Phước nè, anh này thì ở Kiên Giang. Lại coi cái máy này, cái máy này anh lấy ở đâu vậy anh Phước? Cái gì chưa chạy phải không? Hay là bữa hổm anh lấy về là anh có chạy rồi? Có chạy rồi đó. Dễ chạy không? Nó cũng dễ chạy lắm. Mà cho nó chạy rồi xịt cái lũi vậy. Xịt lũi mà thấy nó xịt lũi thiệt. Họ quay không là thấy nó xịt lũi rồi. Nó tôi nghe nó hập hầu dọc qua qua anh bồ bồ mẹ tôi lắc ra. Thôi thì còn nè. Quá trời cái máy này long dên. Long. Nè, cái máy tôi chỉ anh nè. Ví dụ như cái máy anh ta cái điểm đây phải không? Cái khoảng mà nó gơ á là nó không có nè, ví dụ như cái máy này nè, anh cầm này ha, khoảng gơ nó không có, có nghĩa là cái này nó ôm chặt vô cái cốt rồi, còn cái của anh nó gơ gì nó gì nè, cái dên nó không ôm với cái trục, nghĩa cái máy này lỏng dên dữ dội lắm, nhưng mà cái nó chạy được là nhờ cái hơi nó còn, nhưng mà bơm bét thì không có nghe bơm, xả dầu chưa, xả dầu bọt chưa. Làm lỡ cái nữa coi. Sợ nhồng trước nó cũng hơi kêu đó. Rồi. Rồi xiết lại đi. Thả dầu lên nhóm ra cái xiết lại, nhóm ra xiết lại. Đừng xả luôn mạnh. Nhiễu dầu. À chồng có lông đền không? Có. Kéo đi. Khóa dầu lại. Gỡ cái lồng đền ở sát cái trong cái heo ra cho tôi. Nó nghiêm chỉnh nó chạy coi như thế nào mình hết sửa. Không có không? Ừ. Rồi. Nó không chạy như khi mình sửa hồi nó tại hơn cái cũ. Trong làm như cũ anh Phước. Cái công bây giờ kiếm cái máy này đang đặt tại chỗ bỏ luôn chứ gì. Sao? Nó gì mà mình không thể nói là cái máy nó đẹp, cái máy xuất sắc rồi, hoặc là cái máy cái nó có cái dàn gió đẹp là nó có lợi nha. Nhưng thật ra mấy cái máy chùi chùi gì nè nó chạy mới dữ. Nghĩa là bỏ chạy xuyên suốt luôn, còn cái máy đẹp thì đem vô nhà thường thường là vú cắt được không à. Không biết dùng khác sao chứ dùng mình là vậy phải không Phước? Ừ. Còn mấy cái máy này là chạy nhiều khi là nguyên mùa ruộng là nó chạy suốt mùa ruộng luôn đó. Để cái la gì vừa thôi, để la gì vừa thôi. Ừ. Có bơm mà yếu. Không gì ha, mình quay mà nó khó nổ gì đó, đạp xuống dưới nước nó còn chết nữa. Là nó nặng, nó vô tải. Bây giờ thì nãy mình tính quay nổ thử thì mình thở lên coi cái tình trạng hiện trạng nó như thế nào, nhưng mà chắc này thì không cần thiết nữa. Nở heo bé ra cho tôi. Nhưng mà trong cái thời điểm mà sửa cái máy D6 cũ rồi đó các bạn, thì ở đây nó có hai cái máy rất là giống nhau nha. Đây là cái HS80 của Thái. Đây là phiên bản chính đó nè, anh gặp máy này chưa? Nó giống như mấy cái máy đỏ của Nhật vậy đó. Giống như mấy cái nợ đỏ nhưng mà nó là HS Thái, là cái bình dầu ngủ nè. Cái màu nước sơn nó là màu xanh nhạt nè, nó gần như trắng luôn á. Không biết gọi sao cho đúng nữa. Còn cái bánh đà nó là nó có la lỗ rất là lớn nha. Cái đặc điểm của cái máy HS80 Thái là nó vậy đó, mình dầu ngủ. Nhưng mà cái máy này mình không thể chê là nó có một điểm cũng mạnh đó nè. Bạn biết cái gì không? Là cái bình dầu. Bình dầu nó bị nó bằng ngủ, thành ra nó có cái đế này rất là chắc chắn nha. Nó không phải như cái máy bình thường mình có đế này nè, nó chịu bình dầu ngủ ok lắm. Nhưng mà đôi khi cũng còn bể nữa. Nếu như mà cái máy anh nợ ở đó
bát bình thường mà nó có cái đế này thì hay biết bao nhiêu. Nó có mà gãy bát rồi đó. Thì cái sức làm việc của nó thì giống như là cái máy nó 80 bình thường thôi các bạn. Bánh chén hình hơi thiếu thịt hơn chút thì chạy nó hơi thiếu lực hơn, không được dày bằng. Cộng thêm ba cái lỗ này mất thịt nữa thì đối với cái đời bánh chén mỏng á thì nó chạy cũng giống như nhau, nhưng mà đời ở 80 bánh chén dày hơn thì này nó chạy không lại. Nhưng mà những cái nội công bên trong thì gần như là giống nhau các bạn. 80 vẫn xài là sơ mi tới 80. Đó, rồi bích tâm cũng giống luôn. Dên giống. Rồi cái cốt cũng giống luôn. Rồi có gì nữa giống ta? Kết nước giống luôn, có cái bình dầu là khác thôi các bạn. Chất lượng giống như nhau, nhưng mà được một cái là cái máy này ở thị trường bán là rẻ hơn cái máy bình thường. Rẻ hơn. Ví dụ cái máy kia 7 triệu thì máy này khoảng chừng 5 triệu rưỡi, rẻ hơn 1,5 triệu. Thì đó là thời điểm hiện tại, còn cái thời điểm mà trước đây á, hồi cách đây khoảng 3 năm thì cái máy này rất là rẻ, khoảng 4 triệu ngoài thôi. Máy này thậm chí không ai mua luôn, tại vì ta không có dám xài. Rồi gỡ mép luôn rồi. Ừ. Rồi sau đó một thời gian cái cũng có một số người mua về xài được. Mà chính mình cũng gỡ, có từng sửa mấy cái máy này, mình gỡ ra mình thấy đồ đạc nó cũng ok, không đến nỗi mềm. Mà thậm chí nó có thể nó khá hơn cái máy mà SS 80 mà đầu đèn đen nữa nha các bạn. Sơ mi nó cứng hơn cái SS 80 đầu đèn đen nha. Thì mọi người ta nói là cái máy SS 80 đầu đèn đen đó thì nó là trên cái máy xới nó có chữ là Isuki. Thì cái đời đó là cái đời Indo, thì cái sơ mi rất là mềm. Những cái thứ khác thì mình chưa có thử, mình không có thử độ cứng là được, nhưng mà sơ mi đưa lên máy móc ra là nó mềm xèo à, giống như sơ mi máy đê vậy đó. Cái gì cái đời đó còn đa số là còn đẹp, nhưng mà chạy được cái đồ bền nó không có. Nhưng mà cái thằng này nó rẻ nhưng mà chạy được nha các bạn. Nhớ mặt đó nha, ở đó 80 Thái, nhưng mà mình chưa biết là nó là gốc Thái hay là ở đâu. Nhưng mà ngày trước á, là có người mua cái máy này rất là mới luôn anh, mới gần như 90% á. Thì ở đây nó có mấy cái tem chữ Thái, nó nằm đâu ở đây nè, ở trước bình dầu đó, thì mình tạm gọi nó là cái ở đó 80 của Thái đi. Còn nếu mà có cái gì, có bạn nào mà có trải nghiệm hoặc là có hiểu biết về cái động cơ này thì cho ý kiến thêm. Nó qua nó lại thì anh cũng gỡ xong con heo rồi. Cái dên này rồi sao? Thay dên hay sao? Nó lỏng dên đó. Tùy theo anh. Thứ nhất là nó lỏng có khoảng miễn dên bó vô cốt. Thứ hai nữa lỏng ắt ở trên. Thứ ba nó sẽ tai bê tông. Đó là ba trường hợp đó, nó đều lỏng hết. Hoặc là nó bị lỏng cái bạc thao đầu trên, nó cũng lỏng luôn. Lấy ra, lắc cái thước ra cái thứ kìa, vẫn còn hoạt động được. Nhưng mà trước tiên là heo bát không bơm nè, rồi anh quay ra anh gỡ nắp hông này ra cho tôi. Nó là cái đường lâm mà bơm yếu chứ không phải không bơm. Thì trước tiên là làm là heo bát cho nó ok đi, rồi mình phải gỡ ra bơm hông luôn. Có nhiều khi ốc dên nó muốn vuột và mình là nẹt mình xử nẹt họ làm cái kết cái rồi luôn, ro luôn. Cái đường lâm mà nó dầu nó qua nhớt nè, nó có bị tại cái bơm không? Đây, dầu qua nhớt và da qua đường con heo này nè, này nè, cái cổ của cái ti bơm nó lọt xuống dưới này, là nó lọt xuống nhớt, đơn giản thôi. Hai cái luồng cái ấy nữa ha. Còn nó nếu mà đối với cái máy DD28 mà nó dầu qua nhớt mà con heo vẫn không qua nha, cái trường hợp đó là nó qua đường bét, có nghĩa là cái bét nó bị đáy nó sổ xuống đường bê tông luôn, là vẫn chạy ngày dầu dư rồi nó thiếu. Nói dầu đầu thiếu mà nhớt dư nó lẹo lưỡi. Thì bây giờ là đang tiến hành làm hai cái máy này. Thứ nhất là cái máy này hồi tối ráp rồi mà chưa chạy nè, cái đó 80 này nè. Còn cái thứ hai là cái máy này là đang ráp vô nè các bạn. Thì hai cái đều làm dàn hơi hết dưới bơm nhớt nữa. Thì khoảng chừng 1 giờ nữa thôi thì cái động cơ này nó sẽ hoạt động được, tại vì giờ pistol rồi nó còn ở ngoài hết trơn nè. Sao nè các bạn, miễn nè. Thì nói tới đoạn này thì mình cũng cáo lỗi.
với cái anh bạn ở Thái Nguyên, tại vì cái Robin EH093.0 này tới giờ vẫn chưa có hoạt động được các bạn ơi, tại vì nó thiếu mấy món đồ mà mình phải chính tay mình đi lục đi mua mới được, mà không về quá trời khách không có đi được, nó hứa là làm gáp mấy bữa trước rồi, rồi mấy món đồ nó ngặt ngặt nữa, thành ra mà chính tay mình mới đi. Rồi đó mười đó anh, thành ra bây giờ phải mai tranh thủ ngày nay là xong mấy cái máy này, ngày mai sẽ đi mua đồ gáp cái EH09 nữa. Quá lâu rồi các bạn ơi, xin lỗi bạn Kiện nha, quá dữ rồi, ngại lắm. Dạ anh ra giờ không lạnh à, cái đó lại vô dạ. Rồi cái này thì anh Phước anh mà mở cái nắp hầm ra để kiểm tra cái cây trên, thì cái công tác kiểm tra thì thường thường các bạn nhìn, nếu như ở ngoài thì lắp thử, còn gỡ ra thì mình chỉ nhìn thôi. Rồi kính cúp cái video đây mà thôi, để gỡ cái nắp ra coi coi trọng có giống gì, trọng có ai bỏ quên gì hay trọng không. Từ từ để rất rồi. Là vậy là cái đây 15 gì là mình mua cái vỏ khác, là mua nguyên cái bộ luôn. Mình thay nó. Chưa cần thiết. Phải chạy thời gian cái nước ở trong nóc có chừng dầu giống á. Nha. Máy này thì nó lỏng dên, lỏng ác luôn. Nè anh coi nè, thấy không? Nó sụp xịt chỗ này nè. Lỏng đầu trên nữa. Mà gói làm luôn được không? Luôn lâu anh. Này đâu lấy được. Được thì để mốt. Quá trời lắm. Thì cứ gã đi. Cứ gã đi cho. Bây giờ thì anh xả nhớ coi đi. Vì là cái máy này nay không nổ được rồi. Cái này làm heo bét nổ, mà ngặt cái dên gì là làm chạy là nó chết, chắc nào nó chết lột dên này. Quay nó nghe hợp hợp á, còn nếu máy bình thường quay nó không hợp. Bây giờ thì cái này chắc lỡ hẹn rồi, bây giờ tiếp tục xả nhớt rồi gã nó ra. Cái máy đó là hẹn lại lần sau rồi, còn bữa nay có thể là hồi mình cho cái máy anh á, nếu gã rồi bữa nay không rồi. Tôi mốt bữa kia tôi cũng bơm rồi đó. Bữa nay thì có thể hồi anh cả xong rồi tôi với anh quay cho thợ cái máy này nổ cho anh nghe chơi ha. Máy này với cái máy đó một cặp đó, ít ít 80 thái nha, cái này không phải dễ kiếm nè. Cái cặp này giống như cái trường hợp của cái máy ít 85 đời y đó các bạn, đợt đó mình sao mà tình cờ lại tiệm hai cái. Thì đợt này cũng vậy, ít ít 80 hai cái. Ít ít 80 thái phải nói vậy đó, nó mới đặc biệt. Rồi, bây giờ mình ngưng video đây nha các bạn. Hồi nào hồi mà xong hết cho nổ mình quay cho các bạn coi. Mở bên đây ha. Ừ. Mà bữa nay cũng hơi hồi hộp nha. Bữa nay có anh Phước đây mà ông quay không nổ, cái ông giờ ông đồn xứ trọng chết luôn. Rồi, trở lên đây.